Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của Clickbuy. Thị trường máy tính bảng đã vào bóng Xiaomi trong hơn 2 năm trở lại đây. Trước đây thì hãng có dòng sản phẩm Mi Pad được người tiêu dùng khá quan tâm bởi vì cấu hình mà chúng ta nhận được ở trên những chiếc Mi Pad nó cũng giống như những chiếc Redmi K vậy, thực sự rất mạnh mà cái mức giá mà chúng ta phải bỏ ra thì nó rất rẻ. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, cụ thể là vào vài ngày trước, thì một mẫu tablet mới có tên là Xiaomi Mi Pad 5 đã xuất hiện trực tuyến với hàng loạt những thông số ấn tượng. Dường như đây là sự báo hiệu cho sự quay trở lại của gã khổng lồ xứ Trung Quốc ở trong mảng máy tính bảng cực kỳ màu mỡ này. Và ngay sau đây thì mình sẽ gửi các bạn một số những cái thông tin nữa đã bị rò rỉ ra của chiếc Xiaomi Mi Pad 5 này. Điều đầu tiên đó là về thiết kế thì chúng ta phải thấy rằng là cái cách đặt cụm camera của thiết bị này nó cũng giống so với cả một số sản phẩm của nhà Xiaomi được ra mắt trong thời gian gần đây. Cụ thể đó là chiếc Xiaomi Mi 11 hay là chiếc Redmi K40. Chúng ta sẽ có hai ống kính thực sự rất lớn được đặt ở phía mặt sau và bên cạnh đó sẽ có một cái ống kính nhỏ được đặt ở phía bên cạnh. Nhiều khả năng thì đây sẽ là ống kính có sử dụng cảm biến đến từ Sony, đó là Sony IMX586 với độ phân giải được ở mức đó là 20 megapixel. Mỗi ống kính to còn lại thì nó sẽ là camera góc rộng với độ phân giải đến là 13 megapixel. Nhìn chung thì với nhu cầu sử dụng của mình ấy, thì mình không quá quan trọng đến việc máy tính bảng nó phải có camera quá chất lượng, chỉ cần nó có một cái kích thước màn hình lớn mà nó vẫn đem lại cho mình một cái cảm giác cầm nắm tốt cũng như là hiệu năng sử dụng tốt là ok rồi. Nhưng với những tin đồn này nó được sử dụng cảm biến từ Sony, đó là Sony IMX586, thì mình nghĩ rằng cái chiếc máy tính bảng này khả năng là nó cũng sẽ có một cụm camera khá chất lượng. Chuyển qua phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD với độ phân giải lên đến là 2K, tần số làm tươi lên đến là 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến là 480Hz. Màn hình này có thể sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Và với những cái thông số như thế này thì thực sự mà nói nó là những thông số tốt nhất ở trên màn hình mà các bạn có thể sử dụng được bây giờ rồi. Tần số làm tươi 144Hz thì thực sự là bây giờ trên chiếc smartphone của nhà Xiaomi vẫn chưa có cơ. Nó chỉ có cao nhất là 120Hz mà thôi. Còn tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz thì nó đã xuất hiện ở trên chiếc Xiaomi Mi 11. Điều này thì sẽ giúp cho chiếc điện thoại của chúng ta nó nhạy hơn rất là nhiều. Và chắc chắn với những cái thông số màn hình như vậy thì nó cũng phải đi kèm với một vi xử lý nó tương xứng rồi đúng không nào? Chiếc máy tính bảng này hiện đang được rò rỉ thông tin là nó sẽ sử dụng con chip đến từ nhà Qualcomm, đó là Snapdragon 870. Một con chip có thể nói là rất mạnh và không thể nào phù hợp hơn dành cho một chiếc máy tính bảng như Mi Pad 5 ở thời điểm hiện tại, khi mà đây là phiên bản nâng cấp hơn của con chip Snapdragon 865 thời điểm năm ngoái. Chúng ta sẽ có một hiệu năng cực kỳ là mạnh mẽ mà vẫn duy trì được một cái mức nhiệt độ có thể nói là cực kỳ tốt. Thậm chí cái vi xử lý này mình còn đánh giá cao hơn cả Snap 888 về cái mức giá mà chúng ta phải bỏ ra. Nó không quá là cao đâu, nhưng cái mức hiệu năng vẫn là vượt trội. Và bên cạnh đó thì nhiệt độ cũng là một cái yếu tố mà người ta cần quan tâm đến. Nên mình nghĩ rằng Snapdragon 870 xứng đáng có một chỗ đứng ở trong cái chiếc Mi Pad 5 này. Thực sự mà nói, nếu như có con chip này trên Mi Pad 5 nó sẽ không thể nào phù hợp hơn luôn. Về mức RAM và ROM thì chúng ta đang có một số những cái thông tin, đó là chiếc máy này khả năng nó sẽ có phiên bản RAM thấp nhất là 8GB. Bộ nhớ trong thì sẽ trải đều từ 128, 256, 512 cho đến là 1TB và sẽ có phiên bản RAM cao nhất đó là 16GB. Nó có thêm cả một phiên bản nữa là RAM 12GB nữa. Nhìn chung thì nếu như xét về cấu hình cao nhất nha, 16GB RAM, 1TB ROM, có chip Snapdragon 870 và màn hình 2K, tần số quét 144Hz, tần số lấy mẫu cảm ứng là 480Hz, kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5, camera thì cảm biến của Sony, Sony IMX586. Đó thực sự là những thông số trong mơ dành cho một chiếc máy tính bảng của Android. Và nếu như vậy thì cái tầm giá 20 triệu mà đang bị rò rỉ ra cho chiếc máy này, mình nghĩ là nó cũng sẽ xứng đáng mà thôi. Thực sự là những cái thông số nó tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Còn không biết là sau khi nghe xong những cái thông số vừa rồi thì các bạn có cảm thấy sao về cái chiếc máy tính bảng này? Xin mời để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.